Vâng, và tiếp tục hôm nay em lên cho các bác một phô bằng à. Có mọt các bác nhé. Đấy, mọt số cầu 5 tấn, bánh đôi, có số cầu đúng không? Đấy, và hôm nay tiếp tục em lên giới thiệu cho các bác quần phô bằng à. Đấy, T3, có số mọt, có mọt. Đấy, giá chiếc này 85 triệu các bác nhé. Vẫn 85 triệu, cả mọt cả đầu. Và thứ hai nữa, và em giới thiệu luôn một clip, một con phô 4.000, không có trợ lực tay lái. Các bác nhé, đây này, không có trợ lực tay lái. Có thắng hơi, có đời T4. Nhưng, mọc đồng bộ, cho các bác nào đang cần, mọc đồng bộ. Đấy, vỏ mới, tất cả các thứ đang còn trong xe, liền xe luôn các bác. Đấy. Các bác nhé. Đấy, em báo giá luôn cho các bác luôn. Con xe này 125 triệu. Mọc đồng bộ thắng hơi cầu 8 tấn. Vỏ của em nó là 10-0020 các bác nhé. Đó, vỏ 10-0020. 10-0020. Rồi, và vỏ cái thì vỏ da báo, da cọp. Rất khủng khiếp các bác này. Đấy, vỏ da cọp. Đấy. Đấy, vỏ này thì vỏ zin. À, đặc biệt zin của người nước ngoài. Đấy, chứ không phải là nước trong nha. Đấy. Còn rộng của mọc là 2m3. Đấy, mọc 2m2, xin lỗi các bác, 2m2, dài 4m. Đồng bộ. Thắng hơi lá cây đầy đủ, đuôi to, đít lớn. Đấy. Có mùi. Đấy. Rồi, và thứ hai là con 3.000 này thì 85 triệu, con này 125 triệu, các bác nhé. Đời T3, phố 4.000, không có trợ lực trở lại, rất tiếc. Đấy, bởi vì chủ mua về vẫn làm bình thường, đầu năm, đấy, vẫn lì xì cho các bác. Nào, đi sớm, được thì các bác alo cho em. Đấy, riêng con phố này là đây, 5G, đấy. 5G, các bác nhé, con... Đấy. Rất đẹp, rất nhiều người trầm trồ khen mặt. Đấy. Và vỏ rất mong bác, hôm nay đầu năm đầu tháng, rất mong các bác nếu như cần các bác sẽ liên hệ với em các bác nhé. Đấy. Và tiếp tục em sang con này con 4.000, không có trợ lực trở lại, 125 triệu, cả mọc đồng bộ. Rồi, và tiếp tục em 3.000 này thì em đã review cũng rất nhanh, chủ đang tha thiết, chỉ cần các bác đến trả thì chủ sẽ bán quá nhá. Đấy, đầy riêng. Đấy, rồi gà và heo, heo bọc, heo quay. Đấy, và số mà yên yết đầy đủ. Đấy. Đấy. Rồi thứ hai nữa là mọc này thì rất tiếc cầu 5 tấn. Mọc xịn sò, nhưng tiếc cả cái ấy này nó hơi nó nhỏ. Rất tiếc một chút. Đấy. Cho nên là các bác hết sức thông cảm. Còn cầu này thì tuyệt vời, tuyệt đỉnh, rất đẹp. Móc và bát, đùi to, đít lớn, sướng. Đùi này ra phát là xanh le, sướng. Nhưng anh này nó giữa cắn không có thắng. Không có thắng. Không có thắng hơi. Đấy, không có thắng. Cầu 5 tấn không thắng hơi. Cầu 5 tấn không thắng. Cầu này cầu hơi. Cầu hơi 5 tấn. Đây các bạn. Rất tiếc. Cái mọt này nó quá nhỏ. Chứ không nhỏ thì cũng không đến lượt bây giờ. Đấy. Em rất tiếc là bao nhiêu. Thank you.
đầu năm đang du xuân các bác nhé. Đấy, vỏ này thì là 9/0020. 9/0020 là bao nhiêu ta? Đây. 9 đúng không? 9/0020 các bác nhé. Vỏ 9/0020. Chắc xe cực kỳ. Heo con mắc này có 10 triệu. Nó này nó được thứ ba nè, nó xài được đổi rồi. Được. Bán sao mà kìa, anh Tuấn nếu ấy trừ kia kìa. Cái hàm ếch quay thật bên kia anh Tuấn. Rồi lên ta lực lại. Không cần lên, mình lên một cái ti mình tí. Có bơm rồi, bây giờ mình mua ti đúng cũng được, bơm mình có rồi. Coi như là rồi mai mốt mình mua có bao nhiêu đồng hồ thảo qua thầy như nào đâu được, ông phải thay mặt kia mặt cọp. Không thay mặt cọp. Thường thường những cái đầu 3.000 này bây giờ rẻ lắm. Đúng lắm. Rẻ lắm. Thằng đồ lớn thì nó rẻ tiền. Rẻ tiền lắm. Mà thứ hai nữa là cái gì ta? Hôm vừa rồi nó chơi là cái này đổ hư rồi. Rồi mất giá ở đổ hư. Em biết mà. Chứ không có là lấy mất rồi. Cho nên là cũng nói thật là bây giờ thì hôm trước thì em dẫn khách đến. Đấy, thì hôm nay em dẫn anh đến thì em cũng nói vậy. Thì anh xem cái giá cả như thế nào. Chiếc này hả? Vâng. Chiếc này thì, kêu bao nhiêu luôn một? Thì kêu cả một là kêu 80. Đầu một 80. Đầu một 80. Một 40, đầu 40. Vâng. Đấy. Mà trả 70 hoặc 75 mà chưa bán. 70 chưa bán. Đấy. Thì đó. Em nói anh là cái này nếu như không đổ hơi đã lấy hồi trong năm rồi. Đấy. Thì bây giờ đổ hơi thì mất giá thì thế. Thứ hai cái mọc thì to nhỏ gì không quan trọng, nhưng mà bây giờ thì quan trọng cái đầu xe này. Mà bây giờ đã đổ hơi thì đó thì anh xem như thế nào. Đấy, hôm nay Lê Tuấn cũng dắt khách đến. Bảo nói tên thật. Đấy, thì các bác được như thế nào thì các bác alo cho em, nếu như hôm nay khách này không chuyển được thì cũng là một cái cơ hội cho các bác sau. Các bác nhá. Đấy, cơ hội sau cho các bác. Bây giờ test máy cho các bác xem luôn. Rồi xem nó đổ hơi chưa nào. Và cuối cùng thì test nổ máy đã xong đó nhá. Đây, và rất mong các bác thử gọi điện cho Lê Tuấn 0394 36198.
Em xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại các bác video sau.